cặp hồ sơ đóng giả cán bộ, bà Trang lẻn vào phòng phó bí thư huyện ủy Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trộm hơn 20 triệu đồng, 100 đô la Mỹ và nhiều giấy tờ rồi tẩu thoát. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân hôm nay 11 tháng 7 cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy Trang, 46 tuổi, chú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 7, công an huyện Hàm Tân nhận tin báo về việc phòng làm việc của phó bí thư huyện ủy Hàm Tân bị trộm đột nhập lấy đi 23 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định thời điểm trên có một người phụ nữ xuống taxi, ôm theo túi đựng hồ sơ giả là cán bộ rồi vào bên trong trụ sở huyện ủy. Một lúc sau, người này đã lẻn vào phòng làm việc của phó bí thư huyện ủy, trộm số tiền 23 triệu đồng, 100 đô la Mỹ và ví da có nhiều giấy tờ tùy thân. Quá trình điều tra, công an xác định được nghi phạm là Nguyễn Thị Thùy Trang. Đối tượng được xác định thuê taxi đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận để thực hiện hành vi trên, nên lực lượng công an tổ chức chặn bắt. Đến trưa ngày 7 tháng 7, bà Trang bị bắt khi đang đi trên xe taxi tại địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cùng hơn 17 triệu đồng bị người, một túi đựng hồ sơ chứa nhiều loại giấy tờ, điện thoại cùng một số loại giấy tờ khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trang tại thành phố Hồ Chí Minh, công an còn thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng khác, gồm 3 thẻ đảng viên, 18 chứng minh nhân dân, 2 thẻ CCCD, 21 giấy phép lái xe, 9 giấy đăng ký xe, một thẻ chứng minh công an nhân dân và nhiều loại giấy tờ khác. Theo cơ quan công an, bà trang từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù được gần một tháng nay